khả năng tấn công cũng như là di chuyển hợp lý trong một pha giao tranh như vậy. Nhưng khi đối đầu cùng với cả Heavy, tôi nghĩ rằng sách giáo khoa thì cũng chỉ có thể viết được đến cái đoạn đó mà thôi. Bên phía Heavy trong cái pha giao tranh cùng với Heavy Gaming gần như không mất bất kỳ một lượng máu nào trong cái khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Họ đẩy ô tô lên, họ sử dụng lựu đạn, cái cách họ tấn công, chia người và đảm bảo được cái lượng sát thương của mình, nó thật sự là quá không gần như không có lỗi nào cả. Đúng, cá nhân tôi đánh giá rằng cái vấn đề của Heavy mà chúng ta đã nhìn thấy rằng họ cùng hướng về một hướng. Cái cách mà họ tấn công cho những cái tình huống truy đuổi của mình là cực kỳ khoa học. Họ đẩy một người lên vị trí của Panda lên rất cao, nhưng nhớ rằng luôn giữ lại một vị trí ở phía sau để có thể sử dụng cho mình những khẩu súng ngắm và hỗ trợ từ tầm rất xa. Và hai thành viên còn lại sử dụng cho mình những chiếc xe để hỗ trợ ngay phía sau của Panda. Họ không để bất cứ thành viên nào của mình trở nên đơn độc cả. Cái điều đó giúp cho Heavy luôn tạo ra được những pha giao tranh cực kỳ ấn tượng. Và chúng ta nhìn đây là tình huống mà rõ ràng là quality. Họ đã nhận những cảnh báo rằng đây là khu vực quá trống trải rồi, còn đây là pha truy đuổi. Phải nói là điểm 10 cho chất lượng tới từ Panda cùng với những người đồng đội của anh ta. Những quả lựu đạn mà Panda sử dụng thực sự là rất rất hoàn hảo, với những cái sát thương được tạo ra vô cùng tốt tới từ vị trí của Panda. Và anh chàng này rõ ràng cho thấy đây là một sự bổ sung cực kỳ giá trị cho đội hình của Heavy trong mùa hè vừa qua. Thắp lửa trại, ném lựu đạn sang phải, tấn công sang khu phía bên trái, cử người ra để phòng thủ bọc lót. Thật sự là cái đoạn giao tranh này tôi quá ấn tượng cùng với Heavy luôn. Họ đánh quá là bài bản và không có một lỗi nào cả. Và như chúng ta thấy, Heavy với top 1 36 điểm trong tình huống này, top 2 dành cho HQ với 33 điểm. Và đây là bảng xếp hạng về lượng điểm họ đạt được sau cái ván thi đấu vừa rồi, nhưng chúng ta thấy nó tính về điểm nhiều hơn. Còn đây là tình huống mà Hà Nội Team, những thành viên mới của Hà Nội Team đang thể hiện ra cái sự thiếu kinh nghiệm của mình trong một tình huống di chuyển ở phía bên ngoài vòng bo. Trong khi đó thì Proy đã rất cố gắng để có thể tấn công và tiêu diệt HQ. Nhưng hơi đen dành cho Milan là anh ta quá đơn độc trong tình huống này. Những người đồng đội phía bên ngoài không theo kịp, Shippy không theo kịp, Destiny không theo kịp. Và chỉ có một mình Milan ở trong căn nhà trống đó đối mặt với bốn thành viên của HQ, nó là quá sức. Cũng phải nói rằng đó là tình huống mà Pro A đã khiến cho HQ Sport mất đi rất nhiều lượng tài nguyên của mình và khiến cho tình huống di chuyển tiếp theo của HQ Sport hoàn toàn trở nên vô cùng trống trải. Và chúng ta cùng nhìn vào những gì đã diễn ra ở trong trận đấu đầu tiên và cùng xem là những đội tuyển sẽ có cho mình cái số điểm bao nhiêu. Và đây là ba đội tuyển có được cho mình cái số điểm cao nhất. Rõ ràng là số điểm hạ gục của lúc này đang đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Khi chúng ta thấy rằng HQ Sport không phải là đội tuyển xếp vào vị trí thứ hai, nhưng họ vẫn có được vị trí thứ hai chung cuộc và số điểm chỉ cách Heavy có 3 điểm mà thôi. 36 điểm dành cho Heavy, 33 điểm dành cho HQ Sport và SCBG có được 27 điểm. Đúng là như vậy, với 27 điểm và như chúng ta đã thấy HQ SCBG giành vị trí top 2, nhưng với lượng điểm hạ gục hạn chế của mình, cái lượng điểm họ giành về tổng chung cuộc cũng không thật sự quá lớn. Và với sự cách biệt đến từ bên phía HQ Sport, đặc biệt là lượng người họ hạ gục, và vừa rồi bên phía của Heavy cho chúng ta thấy được rằng có tận đến 8 điểm hạ gục trong cùng một ván thi đấu, cái khai thác quá khủng khiếp. Và có lẽ chúng ta sẽ cần phải chờ đợi đến ván thi đấu thứ hai với map thi đấu đảo sa mạc, xem những cái lời tuyên bố tới từ VGaming Binsu của anh chàng này liệu có trở thành hiện thực hay không. Rõ ràng là Heavy vẫn đang thể hiện sức mạnh quá áp đảo, đặc biệt là khi họ nhận ra đối thủ của mình truy đuổi chính là VGaming thì họ không ngần ngại việc tốn thêm thời gian để truy đuổi. Và một cái top 1 đã giúp cho Heavy có được khởi đầu tuần thi đấu thứ hai cực kỳ ấn tượng. Đúng là như vậy. Và đội hình của tuần trong ván trong thi đấu tuần trước đó là Panda, NTN, Evil Star và Phú Đại là những thành viên rất xuất sắc của rất nhiều những đội tuyển, 18 đội tuyển, xuất sắc nhất của 18 đội tuyển. Và đây cũng là một tuyên bố đến từ Panda là tại tuần thi đấu đầu tiên chúng tôi đã có 36 điểm hạ gục. Thì có rất nhiều những người nghi ngờ về điều đó, nhưng ở tuần thi đấu thứ hai chắc chắn rằng Heavy sẽ khẳng định lại rằng 36 điểm hạ gục đó không phải là may. Và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với ván đấu thứ hai của ngày thi đấu hôm nay, map đảo sa mạc giữa bảng B và C, và cùng chờ đợi xem liệu Heavy có tiếp tục thống trị vòng bảng hay không. Và
Và chúng ta đến với ngay đảo Sa Mạc, trận thi đấu thứ hai, tuần thi đấu thứ hai của đấu trường sinh tồn mùa hè 2020 của Ghana Free Fire. Và các đội tuyển đã hạ cánh ở những địa điểm mà họ lựa chọn ngay trong tình huống này. Và như tôi đang nhìn thoáng qua thì có vẻ như cao nguyên đá sẽ là một nơi có rất nhiều giao tranh khi mà Heavy đối đầu cùng với 8X Team. Bên phía đội hình của Heavy thì có một người đang đi hơi xa với những phần do với phần còn lại, trong khi đó SCVG với bốn cánh ở bốn địa điểm khác nhau, từ khu hóa thạch tới các địa điểm khác ở trên khu vực đảo sa mạc, và đối đầu với họ có một thành viên chuẩn bị đối đầu với một đội tuyển khác rồi. Rõ ràng là khu vực cao nguyên đá là một khu vực mà bạn sẽ có thể có được lượng trang bị một cách rất nhanh chóng, cái lượng trang bị rất dễ để bạn có thể tìm thấy. Và Heavy chúng ta nhìn thấy rằng vị trí của Panda đang đứng tách ra khỏi ba người đồng đội của mình. Và chắc chắn là Panda hiểu rõ rằng ở đằng sau anh ta vẫn còn có những đối thủ nữa và sẽ cần có sự trở lại thật sớm của Panda mà thôi. Trong khi đó thì VGaming họ sẽ đi một cách tương đối nhỏ lẻ, vẫn là cái cách tách ra ở khu vực khu dân cư như này dành cho VGaming. Đã có cho mình những cái lượng trang bị đầu tiên rồi, một khẩu Thompson, một khẩu M4A1 và cái mũ hai kia, tôi đoán là ổn. Và chúng ta cũng có nhìn thấy cái map thi đấu đầu tiên rồi, đó là map thi đấu mà hầu như những đội tuyển đều có những lựa chọn là hoàn toàn khác nhau và cái khả năng giao tranh xảy ra sớm nhất có lẽ chỉ ở khu vực của Heavy cùng với 8X Team mà thôi. Đúng là như vậy, có vẻ như Heavy đã lượm đủ lực lượng trang bị dành cho mình và họ có thể hoàn toàn tấn công các đội khuyển khác trong tình huống này. Mũ 2 đã, giáp 2 đã có đến từ Kim Tròn. Anh ta đã cầm cho mình một khẩu MP40 cùng với AK. Đấu cũng thể tốt hơn nhưng 8X Team đã bị phát hiện rồi. Kim Tròn bắt đầu xả súng và báo cho những người đồng đội của mình có người ở đây. Và bên phía Heavy đã có một thành viên mọc gót ra khu phía sau. Đó là anh chàng Phú Đại cố gắng bao vây hoàn toàn bên phía của 8X Team. Ở khu vực cao nguyên đá này, nếu bạn không thuộc đường, bạn rất dễ lạc cùng với những người đồng đội của mình. Và cái khả năng di chuyển ra ngoài nó rất khó khăn, bởi vì trong khu vực cao nguyên đá có rất nhiều những cái ngôi nhà nhỏ, và đặc biệt là đường di chuyển cũng có rất nhiều những cái hướng có thể bạn không đoán ra được, bởi có rất nhiều những cái vách đá trơn cùng với cả cái khoảng cách cũng như là cái khả năng có thể tấn công nó đến từ rất nhiều phía. Và Heavy mảnh đang tấn công vị trí của Bin. Bin bị mất đi một lượng máu cơ bản mà thôi, anh ta đã kịp né xuống khu phía dưới bằng cách di chuyển của mình. Bỏ trốn là những gì mà 8X Team đang quyết định lựa chọn vào lúc này, nhưng Bin thì đang mất máu và nên nhớ rằng Bin ở đã bị bắn đông rồi, chống trải và đã có một người phải nằm xuống rồi. Thêm vị trí của Tuấn Anh nữa, Miu Miu kẹt ở đây sẽ là một màn thảm sát tới từ các thành viên của Heavy mà thôi. Họ đã có được 3 kill rồi, người chơi duy nhất còn lại đang bỏ chạy ra một khu vực quá chống trải như thế kia. Miu Miu cũng không thoát được và 8X Team ngay lập tức rời ván đấu này ở thời điểm quá sớm đi. Họ có một lựa chọn và đó là vô cùng tồi khi lựa chọn đúng vào vị trí mà Heavy nhảy cùng một đội tuyển khác. Tôi nghĩ rằng cái kết nó không tệ như thế này dành các thành viên của 8X Team, nhưng khi nhảy cùng Heavy thì bạn phải xác định rằng rất có thể bạn sẽ phải nằm xuống từ rất sớm, và đó là cái kết dành cho 8X Team khi lỡ lựa chọn một khu vực mà Heavy cũng nhảy xuống. Và sau khi có được 4 kill thì chúng ta tiếp tục nhìn thấy rằng Heavy lại có một khởi đầu nó phải nói là quá áp đảo đi. Tôi nghĩ là lượng kill tuần này của Heavy khả năng ngang ngửa với tuần trước, nó đang là cực kỳ cao. Khởi đầu với đó đúng, đó là một lượng điểm cực kỳ lớn. Wasted Potential đã có người bị bắn đông rồi, và có vẻ như Lucky không thể nào cứu Shake trong tình huống này. Shake ở quá xa, trong khi đó Lucky thì cũng không thể nào khá hơn. Joker đang ở rất gần người bạn của anh ta, và Joker sẽ là người confirm đi mạng của Shake. Người đội trưởng của Wasted Potential đã phải nằm xuống. Khánh An, Lưu Trung cùng với Lucky phải là ba người cùng chống chọi trong tình huống này. Nhưng phía bên kia là Quality, những con hổ đang cực kỳ đói và muốn công lên khu vực này. Nhưng đó là nơi lọc khu lọc dầu, một trong những khu vực cũng rất khó leo lên nếu bạn không sở hữu cho mình những cái khẩu súng móc treo hoặc là những khả năng di chuyển bằng dù lượn. Và chúng ta nhìn thấy rằng Wasted Potential họ lựa chọn là nhảy vào trong những khu vực rất dễ để bắn ra những phía xung quanh. Và cái lựa chọn đó khiến cho họ vô tình bị lạc đi những thành viên của mình. Trong khi đó ở đây thì Pro A họ vẫn đang di chuyển ở khu vực mê cung này, và có vẻ như mê cung này quá dễ dàng với Pro A. Họ rất nhanh chóng di chuyển ở khu vực này và cái lượng trang bị của họ có, tôi nghĩ rằng vẫn hơi yếu một chút. Trong khi đó Wasted Potential họ mất khá nhiều thời gian ở khu vực lọc dầu, nhưng cái lượng trang bị của họ có không thực sự là quá đầy đủ. Chúng ta nhìn vào vị trí của Lucky đi, vẫn chưa có mũ và cái lượng máu cũng như lượng bom keo trên người anh ta không thực sự là quá ấn tượng. Thật sự thì cái khu vực lọc dầu này, những cái điểm về trang bị của nó được chia đều ra các khu vực khác nhau, đâm ra là những cái khả năng tấn công cũng như là thu thập trang bị trong một khoảng thời gian ngắn nó gần như là không có, bởi vì bạn phải chạy rất nhiều nơi và sử dụng đó là súng móc treo để có thể di chuyển lên phía trên kia, và có vẻ như sẽ phải dùng thêm một phát bắn nữa để có thể leo được hẳn vào khu phía trong đến từ bên phía Khánh An. Đây cũng chính là cái sai lầm mà dẫn đến cái mạng hạ gục của Shake khi mà anh ta nhảy từ trên khu vực lọc dầu xuống và ngay lập tức gặp Quality phía dưới. Khi bạn nhảy từ
gu lọc dầu xuống, bạn đã mất ít nhất là khoảng 70% máu rồi, bởi vì khu vực này rất cao so với phần còn lại của bản đồ. Và sau đó bạn lại tiếp tục gặp đối phương thì cái khả năng bạn sống sót nó gần như là một con số 0. Trong khi đấy thì Hà Nội Team cũng lựa chọn một vùng đất khá là cao ở trên bản đồ và có vẻ như sẽ ít giao tranh hơn trong tình huống này để cố gắng giữ mạng cũng như là giữ cái vị trí của mình ở trên bảng xếp hạng. Hà Nội Team họ vẫn đang lựa chọn cho mình những vị trí ở trên cao và có những góc bắn thoải mái nhất có thể. Tạm thời thì vị trí của Hà Nội Team họ sẽ không cần phải di chuyển quá nhiều, nhưng nên nhớ rằng đang có những đối thủ cạnh tranh bước tới vị trí của Hà Nội Team và cùng chờ đợi xem liệu đại diện của Hà Nội có thể tạo ra được một pha giao tranh ấn tượng hay không. Đó chính là Quality, vị trí của Joker đang có cho mình khẩu SKS với cái lượng đạn và cái lượng trang bị bổ sung là cực kỳ ổn. Có thể sẽ có những phát bắn vô cùng khó chịu và đội hình của Quality họ đang quyết định chia ra 1-3 người để lên đây. Những khẩu súng cáp treo leo lên như người rơi vậy, nhưng họ bị bắn, họ đã trả lời cực kỳ ấn tượng ở đây. Nhưng đây là vị trí mà rõ ràng Hà Nội Team họ đang có được quá nhiều lợi thế. Vị trí của Thái Sơn đang giữ lại một khu vực cực kỳ quan trọng dành cho Hà Nội Team, và có lẽ là Quality họ nên suy nghĩ lại về việc sẽ di chuyển ra vị trí khác, không nên công vào Hà Nội Team vào lúc này. Đúng là như vậy, có vẻ như Quality cái việc mà không phải ai cũng có súng móc treo để có thể tạo nên sự đột biến khiến cho Quality bị chia đội hình ra quá nhiều. Và ngay lập tức thôi, bên phía của Hà Nội Team có một pha phản công cực kỳ ngoạn mục khi mà bị xâm phạm vào địa phận của họ, và đó là hai thành viên của Quality đang từ một thế phần nào đó có lợi. Ngay lập tức họ mất đi một người bị nốc, may vẫn cứu được và di chuyển an toàn được ra phía bên ngoài. Còn Hà Nội Team có được điểm hạ gục đầu tiên của mình. Vị trí của Xin cũng như rằng anh chàng Bèo kia sẽ phải cần tính toán lại bước di chuyển. Và có vẻ như họ khá may mắn khi mà Hà Nội Team không phát hiện ra hướng di chuyển tới từ bên phía của Quality sẽ nấp ở vị trí này. Nhưng lại có một đối thủ khác, đó là các thành viên của Pro A. Quality có vẻ như ván đấu này họ đang phải giao tranh quá nhiều và cái lượng trang bị của họ không được cải thiện. Gần như lượng máu trên người của Loyal đã mất đi hoàn toàn rồi. Khu vực mà Quality đang đứng vào lúc này đang bị quay lại, và có vẻ như cả 4 thành viên của Pro A họ muốn công lên khu vực nhà này đang chờ thời gian để Shippy có thể hồi lại lượng máu cơ bản. Và vị trí của CP0 lao ra đây bắn đầu tiên, Loyal đã phải nằm xuống rồi, khả năng có thể cứu lại được là con số 0. Trong khi đó với khẩu M82B ở đây thì tôi nghĩ rằng vị trí của Sin nên đổi sang một khẩu súng khác. Nhưng Destiny nếu như cố gắng ló đầu ra và lấy lên cho mình thông tin thì rất có thể vị trí của anh chàng Sin kia sẽ phải nằm xuống sớm mà thôi. Joker cũng đã bị bắn, Joker bị bắn từ quá nhiều khía. Joker đang phải đổi sang cho mình đó là súng cáp treo để có thể phần nào đó muốn di chuyển đi, phải dựng tường băng ra trong tình huống này. Milan bắt đầu đẩy lên, Joker đang gặp khó khăn, 83 máu không đủ để anh ta có thể chống cự lại 4 thành viên của bên phía Pro A. Đó là CP0 không lên được, nhưng điều đó không quan trọng bởi vì Joker chỉ có một mình mà thôi. Và đó là thành viên thứ 3 của bên phía Quality phải nằm xuống. Anh hề của thành phố Gotham không thể nào chống lại được quá nhiều thành viên của Pro A. Và Quality rõ ràng cái việc họ lựa chọn một phương án là di chuyển một cách rộng, cố gắng để tìm cho những vị trí đẹp nhất đang không phải là phương án tốt dành cho bên phía của Quality. Và giờ đây họ sẽ phải chơi game sinh tồn với chỉ một người chơi duy nhất còn lại. Trong khi đó trở lại với Quality, đúng hơn trở lại với Heavy, thì đây là tình huống giao tranh giữa Heavy cùng với cả HP Esports. Rất chủ động tới từ Heavy, họ đang lao lên đây, Kim Trơn đang thấp máu nhưng hạ gục được một người chơi, đó là Hoàng. Sâu kill cũng đang phải bỏ chạy rồi. Heavy đang tỏ ra quá chủ động ở đây và double kill dành cho bên phía của Heavy. Họ đã có 8 điểm hạ gục cho tới lúc này rồi. Vị trí của Kim Trơn phải nằm xuống, nhưng đây là khu vực mà rất dễ dàng để cứu lại mà thôi. Trong khi đó chúng ta nhìn thấy rằng anh chàng Bảnh tự tin đến mức cầm cho mình hai khẩu M82B ở trên người. Và đó là một lượng sát thương quá khủng khiếp được tung ra. Và có vẻ như trong ván thi đấu này HQ lựa chọn Kim Chon là người được ăn nhiều điểm hạ gục nhất để có thể là chia đều những cái điểm hạ gục ra để cho cái MVP của giải đấu nó không thoát ra khỏi được bàn tay của Heavy thì phải. Đó là những gì mà tôi đang tưởng tượng ra mà thôi. Còn thật sự thì trong ván thi đấu này Heavy lại một lần nữa đang thi đấu quá xuất sắc với những cái màn trình diễn. Như này thì khả năng là VGaming sẽ phải học lại cách chạy bò đến từ Heavy rồi. Chúng ta phải nhìn một con số là lúc này có hai đội tuyển đã phải rời bàn đấu này, thì cả hai đội tuyển đó đều phải nằm xuống dưới tay của Heavy. Trong khi đó ở đây thì các thành viên bên phía của Pro A đang tấn công vào đội của SCVG. SCVG thì đang quay lại vị trí tới từ Quality. Xin đang phải bỏ chạy rồi, Xin rơi vào vị trí quá trống trải rồi. Và với một khẩu VDS như thế này thì Destiny rất dễ dàng thôi sẽ có được bạn của Xin. Họ biết rằng ở phía dưới có người và giờ là lúc họ sẽ răng ra một cái lưới, cố gắng để kiểm soát toàn bộ những bước di chuyển bên phía của SCVG và hy vọng cải thiện được thêm cho mình những cái điểm hạ gục. Con số của Pro A lúc này đang là con số 3 và nếu làm tốt đó hoàn toàn có thể là con số 5 với những cái thành viên của SCVG đang ở phía dưới. Đúng là như vậy, SCVG đang bị chia cách cả 4 người ra khỏi một cái đội hình chung và Pro A sẽ dễ dàng khai thác được từng thành viên một. Nên nhớ rằng các khẩu súng trong tay Pro A hầu hết đều đã có cho mình, đó là những cái nâng cấp rất là đáng kể. Bên phía của X-Game
đang gặp phải Box Gaming. Và với việc gặp phải Box Gaming, một Box Gaming đang khá chật vật để quay trở lại với phong độ của mình, nhưng cái sự đáng sợ của họ vẫn chưa bao giờ là hết cả. Bên phía của Fel đang canh ở khu vực gần cửa sổ để có thể sẵn sàng cho những pha giao tranh tầm xa. Trong khi đó thì Thanh Nhã với khẩu XM8, anh đã tiếp cận khu vực mặt trái của bên phía X Game Omega để chắc chắn rằng không có bất kỳ một thành viên nào có thể chạy thoát. 3 kill cho tới lúc này dành cho Box Gaming là một con số không hề tệ một chút nào cả. Lúc này mỗi điểm hạ gục sẽ là một điều rất quan trọng đối với Box Gaming trong cái hành trình mà họ tìm lại sự tự tin vốn có của mình. Họ vẫn là một trong những đội tuyển được đánh giá rất cao ở đấu trường sinh tồn, và có lẽ khả năng của Box Gaming chúng ta cũng không cần phải đánh giá quá nhiều nữa, nhưng vấn đề là yếu tố tâm lý mà thôi. Và tôi tin rằng những cái ván đấu có được nhiều kill như thế này đối với Box Gaming sẽ là những ván đấu rất quan trọng. Và có vẻ như giờ đây Box Gaming đang muốn di chuyển vào khu vực lọc dầu, nơi đang có 3 thành viên của Wasted Potential. Vòng bo tiếp theo đang ủng hộ các thành viên của Heavy, trong đó có cả Kill for Survival và Hà Nội Team. Họ cũng không cần phải di chuyển quá nhiều, nhưng cái UAV này bước qua đây chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều lượng thông tin dành cho tất cả mọi đội tuyển. Đúng là như vậy, và có lẽ là những cái lượng thông tin này sẽ hơi đen dành cho Wasted Potential, bởi vì họ đang là đội tuyển có một cái địa thế cực kỳ đẹp nhưng lại không quá mạnh về giao tranh. Và anh nhìn bên phía của các thành viên Box đã dần tiến đến khu vực lọc dầu này, và đây sẽ là nơi nổ ra giao tranh nhiều nhất. Và nếu Wasted Potential không cứng tay, nếu Wasted Potential không tự tin vào khả năng của mình trong những tình huống giao tranh thì khả năng họ bị hạ gục là quá cao. Nhưng vừa rồi Hái Mạ Non đã hạ gục thêm một thành viên nữa của Destiny, Proy, và có vẻ như Proy đã mắc một sai lầm khi cố gắng đẩy xuống thì phải trong tình huống vừa rồi. Bên phía X Game Omega không phải là những đối tượng quá dễ ăn như những gì họ đang tưởng tượng. Họ đã mất hai người rồi, Destiny cùng với Shippy, hai người sát thương chủ lực cũng như là đội trưởng của bên phía Pro A, ngay lập tức bị bắn gục. Milan cố gắng cứu người đồng đội của mình nhưng anh ta phải di chuyển vào trong bo trước khi nó khiến cho lượng máu của Milan trở nên nguy hiểm. Và Milan có một con đường nữa, đó sử dụng cáp treo, và anh ta buộc lòng phải sử dụng cáp treo này để có thể tiến vào trong an toàn hơn, và buộc lòng phải thêm những cái lượng máu nữa trong khu vực đường di chuyển bằng cáp treo, bởi vì anh ta hoàn toàn có thể bị bắn, bị lượng sát thương vòng bo này đốt. Và V Gaming lúc này chỉ còn lại hai người chơi mà thôi. Có vẻ như V Gaming đang lọt vào tầm ngắm các thành viên của Box Gaming. Và khi đó Box Gaming họ sẽ cần phải giải quyết vấn đề mang tên Wasted Potential ở ngay khu vực lọc dầu trước đã. Giải quyết xong những đội tuyển đang ở gần họ, họ mới tính toán được đường vào bo tiếp theo. Và có vẻ như Box Gaming họ đã phát hiện ra một điều gì đó ở phía trên rồi, vẫn đang chờ đợi những vị trí thuận lợi hơn, có thể sử dụng cho mình những khẩu bắn cáp treo lao lên đây. Trong khi đó thì Milan vẫn đang chật vật chạy bo. Anh chàng này tiến được vào trong vòng bo tiếp theo, nhưng cái lượng máu của anh chàng này đang là cực kỳ thấp. Box Gaming họ đang muốn tính toán một điều gì đó, có vẻ như đang chờ đợi cho mình một cái vị trí thực sự thuận lợi. Nhưng nên nhớ rằng vị trí này không hề ổn một chút nào với Box Gaming. Họ có thể đánh mất từng người rơi, từng người một với cái vị trí đứng lẻ, và bị móc từ phía sau tới từ Wasted Potential cũng như là người chơi còn lại cuối cùng của Pro A. Và có vẻ như bên phía của Box Gaming quyết định ở khu vực phía dưới để có thể tấn công và lấy nhiều điểm hạ gục hơn. No Hope For You có cho mình đó một khẩu M79, và anh ta đang bị kẹp giữa SCVG cùng với cả Hà Nội Team. Thật sự là No Hope, nhưng mà cho anh ta chứ không phải là cho bất kỳ ai trên cái bản đồ này cả. Và đây sẽ là một cái thử thách vô cùng lớn. Tiếp theo Heavy lại có thêm điểm hạ gục nữa đến từ bên phía của Kill for Survival. Prey Milan hạ gục được Lucky rồi. Trong tình huống này có vẻ như Prey cùng với những người đồng đội của mình, No Hope For You, đã có một màn tấn công quá khủng khiếp bằng M79 vào SCVG. Và đó là chỉ còn một mình Tomic T trên bản đồ mà thôi. No Hope For You là có thật. Và chúng ta đã nhìn thấy vòng bo bắt đầu co dần vào rồi. Các đội tuyển đang phải tính toán cho phương án di chuyển tiếp theo. Ở đây thì vị trí của Trẻ Nghé biết rằng có những kẻ thù ở phía dưới, và anh chàng này rất nhanh chóng thôi đang có cho mình những tình huống bắn tốt. Trong khi đó ở đâu đó thì V Gaming hạ gục được thành viên của Heavy rồi. Box Gaming cũng đang có những tình huống đối đầu với các thành viên bên phía của Hà Nội Team. Rất đơn giản thôi, Hà Nội Team họ đứng ở trong bo, họ chỉ cần chặn lại những bước di chuyển của đối thủ, và Hà Nội Team họ vẫn còn đủ cả 4 thành viên ở khu vực này. Thanh Nhã bị lộ ra rồi, những quả bom keo đang là vị trí khiến cho Box Gaming phải bỏ trốn ở thời điểm hiện tại. Và Box Gaming họ vẫn đang cố gắng để vùng vẫy với 3 người chơi ở đây, nhưng đang bị kẹt lại với những khẩu Sky X4 như thế này. Thực sự những quả bom keo kia sẽ không tồn tại quá lâu đâu. Phèo đang phải liên tục sử dụng những quả bom keo cuối cùng của mình, và những pha giao tranh này đang ở ngoài bo. Cần phải nhắc cả hai đội tuyển chính là họ đang ở ngoài bo, họ cần phải tính toán thật nhanh và có những tình huống đẩy lên thực sự quyết đoán. Một tình huống cam cầu mà gần như Box Gaming sẽ không thể nào mà dãy dụa đi bất kỳ nơi đâu được nữa cả. Họ sẽ là người được chọn bởi bên phía của Hà Nội Team, và từng thành viên một sẽ bị hạ gục ở đây, từ bỏ đi vị trí top 1 của mình. No Hope For You, hay còn gọi là No Hope For SCVG, anh ta đã bị tấn công từ quá nhiều phía, và anh ta đang cố gắng hạ gục nốt Tom XT.
Phantom XT sẽ không nằm xuống trong tình huống này. Và đó là X-Game Omega rời đi trước. Arrow muốn chạy ra, Arrow muốn tấn công vào vị trí của Khánh An. Khánh An chỉ có một mình mà thôi, nhưng Thái Sơn của Hà Nội Team đang tiếp tục được bắn, nên phía Heavy không có một địa lợi gì để có thể bật lại trong tình huống này cả. Đắc Lớp đang bị bắn từ phía trên cao, Thái Sơn vẫn còn đang đầy đủ 200 máu. Và bên phía Hà Nội Team đang có được lợi thế lớn nhất để có thể tiêu diệt cũng như lấy hết tất cả các điểm hạ gục ở trên cái bản đồ này, chỉ còn Đắc Lớp mà thôi cùng với những đội tuyển khác. Nhưng đó là bốn đội tuyển còn trên bản đồ và 7 người còn sống. Hà Nội Team còn đầy đủ cả 4 thành viên luôn. 3 đội tuyển với 2 người chơi lẻ thì rõ ràng vào lúc này Hà Nội Team họ đang có quá nhiều cơ sở để hướng cho mình tới cái top 1. Họ chỉ còn 2 đối thủ ở phía dưới và với cái tầm nhìn như thế này thì lượng thông tin dành cho Hà Nội Team đang giảm rất lớn. Nhưng cái vòng bo này đang không thực sự ủng hộ Hà Nội Team. Họ phải nhảy xuống và vòng bo sẽ đốt rất đau thôi. Thái Sơn là người đầu tiên xuống được phía dưới này. Thái Sơn đang cố gắng để di chuyển sang vị trí của Tomic T và đó là cơ hội dành cho chính vị trí của Đắc Lớp ở đây. Thái Sơn nhận cho mình quả lựu đạn và đang muốn đẩy lên tấn công thẳng vào vị trí của Tomic T rồi. Vòng bo đang cuốn thẳng vào vị trí của Thái Sơn, nhảy ra ngoài bo. Quả lựu đạn của VGaming và có vẻ như đó là tình huống mà VGaming đang có rất nhiều lợi thế. Đắc Lớp ở trong bo, Đắc Lớp rất khôn ngoan trong bước di chuyển của mình nhưng bắn là chưa đủ tốt. Thái Sơn có vẻ sẽ bị bo đốt chết và đó là top 1 dành cho VGaming. Và Đắc Lớp đã khẳng định một điều rằng ở trên khu vực đảo sa mạc tôi cùng với VGaming mới là đội tuyển có thể giành được top 1 trong tình huống vừa rồi. Hà Nội Team thật sự quá đen. Họ có thể có lợi cho một cái họ đen. Thực tế tôi nghĩ rằng là họ quá chần chừ trong bước di chuyển của mình. Ngay cái khoảng thời điểm mà bạn nhận ra rằng chỉ còn lại 3 đội tuyển, thực ra là còn 6 người chơi thôi, thì bạn đã biết được rằng với 4 người còn sống sót thì bạn đang có lợi thế rất lớn. Họ cần phải nhảy xuống sớm hơn nhưng họ đã quá tận dụng cái vị trí đó. Họ cần phải có những pha di chuyển chủ động hơn nhưng điều đó đã không xảy ra và khiến cho Hà Nội Team đánh mất đi một cái lợi thế rất lớn của mình. Nếu như họ chấp nhận nhảy xuống sớm hơn, sử dụng cho mình những khẩu súng bắn cáp, sử dụng cho mình những quả bom keo, thậm chí là gài một người xuống trước hoặc 2 người xuống trước để lại những người chơi ở phía trên để bắn hỗ trợ, đó sẽ là phương án tốt hơn rất nhiều dành cho Hà Nội Team. Cái vấn đề là đó chính là cái điểm hay đến từ bên phía của đảo sa mạc. Bạn không thể biết được vị trí nào là vị trí có lợi nhất đối với bản thân mình cũng như là với các đội tuyển khác trong cùng một tình huống, và chỉ cần thay đổi một cái vòng bo thôi. Bởi vì cái địa hình của bên phía đảo sa mạc nó có quá nhiều những cái điểm cao hơn so với mặt đất. Tức là nếu bạn muốn di chuyển ra khu vực khác khi bạn đang có một cái lợi thế rất lớn về tầm cao thì bạn phải đánh đổi bằng máu, bạn phải đánh đổi khi mà vòng bo nếu không ủng hộ bạn, bạn phải buộc lòng sử dụng máu, bạn phải buộc lòng nhảy từ trên khu vực cao xuống, bạn mất máu, bạn mất thời gian để hồi phục lại trước khi muốn tấn công vào các đội tuyển khác. Và bên phía Hà Nội Team gặp đúng tình huống như vậy, họ quá chần chừ trong tình huống đó, họ mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ xem là tôi có nên đánh đổi một nửa lượng máu của mình để lấy cái lợi thế tiếp theo hay không, hay tôi sẽ đứng trên này và tự tin vào khả năng bắn của mình hạ gục được 2 đội tuyển kia. Và chúng ta đã nhìn thấy rằng có tới 3 thành viên của Hà Nội Team họ bị chết bởi vùng an toàn. Họ phải nằm xuống bởi vùng an toàn và đó là những cái chết thực sự là rất đáng tiếc dành cho Hà Nội Team. Nếu như họ làm tốt hơn, những pha hạ gục đó không nên diễn ra. Và chúng ta rõ ràng cần phải nhìn thấy rằng VGaming họ đang trở lại rất mạnh mẽ và họ đó là một cái sự khẳng định của VGaming. Giống như những gì mà họ đã tuyên bố rằng họ sẽ chỉ cho các thành viên bên phía của AV cách chạy bỏ bên phía đảo sa mạc như thế nào. Và chúng ta nhìn thấy rằng người Đắc Lớp, anh chàng đại gia sinh tồn rất tốt với việc chọn vị trí cực kỳ khôn ngoan, đặc biệt là trong quyết định mà chúng ta nhìn thấy rằng Hà Nội Team đẩy vào vị trí của SCB cờ trước chứ không phải vị trí của Đắc Lớp. Và rõ ràng đó là cái khoảnh khắc giúp cho VGaming nhận ra cái top 1 đã ở trong tầm tay của họ. Và chưa kể là những cái điểm hạ gục giai đoạn bị nốc đến từ bên phía Hà Nội Team. Những người bị nốc không bị hạ gục bởi vòng bo thì hầu hết là do anh chàng Đắc Lớp đứng ở phía khu phía dưới sử dụng XM8 và ăn được những điểm hạ gục đó. Những cái điểm hạ gục từ trên trời rơi xuống, từ trên trời rơi vào team anh, đến từ bên phía Hà Nội Team, và VGaming không ngại để ăn những cái điểm hạ gục vừa rồi. 32 điểm là những gì họ đạt được. Và chúng ta hãy cùng nhìn lại những pha xử lý đỉnh cao trong ván thi đấu vừa rồi đến từ Heavy cùng với những đội tuyển khác như VGaming, như Hà Nội Team hay X-Game Omega. Và đây là cái mạng quét sạch đầu tiên, 4 mạng quét sạch đầu tiên của Heavy với một sự mở đầu vô cùng tốt. Tiếp theo họ chiến đấu cùng với HQ, và như anh Quang đã nói, 2 đội tuyển bị loại trên bản đồ đều là do Heavy tạo ra và họ đều là những người quét sạch. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì Heavy ở ván đấu này họ phải có ít nhất là khoảng 11 tới 12 kill bởi họ không thực sự có cái top quá cao ở trên bảng xếp hạng của chúng ta. Và ngay thời điểm đấu trận thôi thì Heavy đã có cho mình tới 8 kill rồi. Có lẽ nó rơi vào khoảng tầm 10 đến 11 kill gì đó dành cho Heavy, và chúng ta đã một lần nữa nhìn thấy cái tầm quan trọng của việc bạn có bao nhiêu điểm hạ gục ở đây. Rõ ràng cái số điểm mà Heavy có được chủ yếu tới từ cái số kill mà họ đã sở hữu, và đó chính là cách mà Heavy mang tới cái lợi thế rất lớn. Và rõ ràng kể cả khi có được top 1 thì các thành viên của VGaming cũng không thể nào thu hẹp khoảng cách với Heavy được, bởi 30 điểm của Heavy vẫn là một con số rất khổng lồ. Đúng là như vậy, một cái top 1 nhưng cái khoảng cách giữa VGaming cùng với Heavy nó là không hề lớn một chút nào cả. Chưa kể lượng điểm ở thời điểm hiện tại đến từ Heavy nó đang là quá cao so với
nửa trên của bảng xếp hạng. Và với việc đã thi đấu 2 ván cùng với Heavy thì bên phía V Gaming cũng đã thi đấu 2 ván rồi, và họ cũng chỉ còn 2 ván thi đấu ở trong ngày thi đấu hôm nay mà thôi. Và cơ hội để có thể vượt lên trên Heavy ở trong những cái ván thi đấu tiếp theo đến từ V Gaming vẫn là có, nhưng nó sẽ cực kỳ mong manh và nó sẽ đòi hỏi V Gaming phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chưa kể là ngay trong ván thi đấu sau, Gao sẽ ra sân. Gao ra sân tức là những cái lượng điểm hạ gục ở khu vực top 2 nó cũng sẽ được tăng lên dần dần. Và chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quát hơn về bảng điểm vào lúc này, xem liệu Heavy họ đang bỏ xa những đội tuyển xếp ở vị trí thứ hai qua khoảng cách điểm lớn như thế nào. Và Heavy có được 205 điểm rồi, họ hơn V Gaming tới con số khoảng gần 70 điểm gì đó. Và rõ ràng đây là con số quá ấn tượng tới từ Heavy. Trong khi đó thì Gao với việc không thi đấu nhưng họ vẫn đang có được vị trí thứ 5, và chỉ cần một số điểm không thực sự quá lớn thôi thì Gao họ sẽ rất nhanh chóng đòi lại cho mình được cái vị trí số 2 mà V Gaming đang sở hữu như thế kia. Nhưng nên nhớ rằng chúng ta vẫn còn rất nhiều những đội tuyển đáng chú ý, và ở bảng đấu tiếp theo chúng ta sẽ có sự xuất hiện của Flash, là một trong những đội tuyển cũng được đánh giá rất cao. Và cái vòng bảng của đấu trường sinh tồn mùa hè 2020 này sẽ là một vòng bảng thi đấu rất dài hơi với 6 tuần thi đấu, và câu chuyện ở phía trước vẫn còn là rất nhiều. Nhưng tạm thời phải nói rằng Heavy gần như họ đã là một trong 12 đội tuyển góp mặt ở ngày chung kết của chúng ta rồi. Đúng là như vậy, với sức mạnh về sức mạnh và chiến thuật, và đặc biệt là cái phong độ gần như không có một chút gì chung đến từ Heavy, thì gần như cái lượng sức mạnh đến từ Heavy sẽ đảm bảo cho họ một suất tại chung kết của đấu trường sinh tồn. Và đặc biệt cái lượng điểm ở mới tuần thi đấu thứ hai thôi đã cách đến 70 điểm so với đội tuyển đứng thứ hai, thì đây thật sự là một con số mà tôi chưa biết là phải giải quyết như nào trong tình huống vừa rồi đến từ cả Heavy hay là V Gaming nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến phần phỏng vấn tuyển thủ sau trận đấu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với đấu trường sinh tồn mùa hè 2020. Mình là MC Giang Thái, và đứng kế Giang Thái đây là Đắc Lớp đến từ đội tuyển V Gaming, một trong những đội đã xuất sắc giành được vị trí top 2 chung cuộc trong 2 trận đầu tiên. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với Đắc Lớp nhé. Xin chào Đắc Lớp. Bước sang tuần thứ 2 của đấu trường sinh tồn mùa hè thì tinh thần của đội V Gaming của chúng ta hiện tại như thế nào ha? Em chỉ là tinh thần của đội tuyển đang ổn định ạ. Ngoài ổn định ra thì đội mình có một cái gì đó khác nữa không? Là em đột phá của trận nãy à? Đúng rồi, hồi nãy thời gian Giang Thái có thấy là Đắc Lớp là đội của mình là gặp bất lợi ở quân số ở cái vòng bo cuối. Tuy nhiên thì Đắc Lớp là làm dường như là cân hết tất cả và cân cả hai cái team đối thủ còn lại đúng không? Thì Đắc Lớp có thể chia sẻ với các bạn về cái cú pha thần thánh đó được không nào? Thì góc đứng em đẹp hơn, em gần bo hơn, còn đội kia ở trên cao ạ. Nên em có kiểu bo nó độ hơn thì em làm được. Ngoài ra thì mình có một cái chiến lược gì khác không Đắc Lớp nhỉ? Trận đấy em di chuyển hơi lỗi nhưng mà mất người, nhưng mà có đồng đội ủng hộ nên em vẫn có thể làm được. Và với hai trận đầu tiên thì mình đã giành ở vị trí top 2 chung cuộc rồi, một vị trí cũng khá là cao. Thì đây có phải là một lời thách đấu dành cho các đối thủ của mình hay không? Dạ có. Và Giang Thái được biết là V Gaming là quán quân trong đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020 đúng không nào? Thì không biết là khi mà tham gia đấu trường này thì Đắc Lớp và cả V Gaming có cảm thấy bị áp lực bởi những kỳ vọng của fan dành cho mình không? Là cũng khá là kiểu như áp lực ạ. Áp lực như thế nào, có thể diễn tả rõ hơn được không nào? Áp lực bị chửi. Áp lực bị chửi, thì ngoài bị chửi ra thì còn có áp lực gì khác không? Ví dụ như là về tiền thưởng chẳng hạn. Là không ạ. Là mình giàu quá rồi nên mình không cần tiền thưởng nữa đúng không? Được. Vậy thì Đắc Lớp, theo Đắc Lớp thì đối thủ nặng ký nhất của mình trong đấu trường sinh tồn mùa hè đợt này là ai? Thì vẫn như mấy trả lời mùa đầu là Heavy ạ. Heavy theo như Đắc Lớp thì Heavy có điểm gì mạnh hơn so với đội của mình hay không? Dạ thì tôi cũng không biết nữa. Là phải đấu mới biết đúng không nào? Cảm ơn Đắc Lớp về những chia sẻ vừa rồi, và hy vọng rằng đội của chúng ta sẽ tiếp tục giành những vị trí thật cao trong đấu trường sinh tồn mùa hè 2020 nhé. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn cùng quay trở lại với đấu trường sinh tồn mùa hè 2020. Qua phỏng vấn rất dài hơi đến từ MC Giang Thái cũng như là V Gaming đúng không nào, khi mà chúng ta thấy được rằng V Gaming cũng đã rất cố gắng trong ván thi đấu thứ hai vừa rồi để có được một cái top 1 vô cùng xuất sắc trong tuần thi đấu này. Mặc dù mọi thứ có thể đổi thay về cả phong độ lẫn kỹ năng, nhưng rõ ràng là V Gaming trong mỗi tuần thi đấu họ luôn cố gắng dành cho mình ít nhất là 1 đến 2 cái top 1 để đảm bảo cũng như là giữ được cái vị trí của mình ở trên bảng xếp hạng, và cũng khẳng định luôn bản lĩnh của nhà đương kim vô địch của đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020 đúng không?
Và giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi chuẩn bị đến với những diễn biến tiếp theo của tuần thi đấu thứ hai này, với sự xuất hiện của bảng A sẽ cạnh tranh cùng với bảng C.